Anh em cần cái thuế hay là cần nick thì nhắn tin cho NMH dưới phần mô tả nhé. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Thến, một chất tướng đỡ đòn mà mình vẫn khuyến khích anh em sử dụng. Thế là một trong những vị tướng thuộc dạng bảo kế, tạo được đột biến, trâu bò, hiệu ứng khống chế và sát thương. Tất cả mọi thứ đều ổn. Không những ổn mà là cực kỳ là khó chịu luôn. Thì hiện tại đang thấy team bên địch sang cướp bóc các kiểu, bên kia thì có bo tô rốt. Thì tình huống này sẽ lại bắt tìm địch luôn nhá. Rồi đẩy dâu nhợt đấy này, và tiện vị trí của Á Lanh lên bảng điểm số. Và này thì tìm bên mình cũng lại rồi, mình sẽ đó là chơi luôn nhá, tốc biển lên này, đẩy này và tiện bò lên bảng điểm số. Na tay bên bàn cũng phải lên bảng điểm số luôn, chưa cái tôi cướp bóc ở giai đoạn đầu trận. Với Thến là một chất tướng ở giai đoạn đầu trần thì phải nói cực kỳ là khỏe luôn. Tình huống này mình sẽ tính cho đồng đội là bắt vào vị trí Á Lanh luôn nhá. Rồi chiêu 2 này, chiêu 1 này, đẩy dâu nhợt đấy này, 4 đánh 1 thì chắc chắn là không chột cùng que rồi. Và tiện vị trí Á Lanh lên bảng điểm số, chưa cái tôi cướp bóc các kiểu. Đó là độ khó chịu của vị tướng Thến, gây ra rất là nhiều áp lực dành cho team bên địch. Thế là một chất tướng có thể sáng phá bua tém bên địch các kiểu. Trận đấu này thì mình không phá được thì cũng lùng được, đó là khá là nhiều màng của team bên địch rồi. Bây giờ tém bên địch đang giao tranh, na tém bên bàn lại múa, đẩy bò toro vào trong trụ. Bò toro thì cũng còn khá là thấp máu. Giáp tay thân kỳ của gua đầu mà được sử dụng và tiện bò toro lên bảng điểm số. Tình huống này thì tém bên mình đang bắt vào vị trí của Na, thất tung được hai người, Na tém bàn chỉ còn xỉu máu, Na đã phải lên bảng điểm số. Và này thì Á Lanh tém đi cũng phải lên bảng điểm số luôn rồi. Nhưng mà Wodokoman cũng mất đi cái màn chấm dứt. Một pha giao tránh khá là dài hơi ở giai đoạn đầu trận và phần chiến thắng dành cho team bên mình. Thế thì được cái đầu trận rất chí, đó là không sợ team bên địch. Bởi vì chất tưởng Thế nên đầu trận rất là trâu bò và cuối trận cũng vậy. Đặc biệt những vị tưởng không có đám chuẩn thì gần như để hạ gục được vị trí của Thế này thì cực kỳ là vất vả. Nếu mà Thế đang còn nội tài nữa thì gần như Thế bất tử. Khi nhận thấy Violet khá là thấp máu, mình sẽ sử dụng chiếu cuối kết hợp thêm cái tốc biến nữa và tiện Violet lên bảng điểm số. Với chiếu cuối tốc biến thì sẽ tạo được bất ngờ, bởi vì chiếu cuối của Thế là có sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn là sát thương ăn vào máu trực tiếp của mục tiêu, không ảnh hưởng bởi lớp giáp. Vì đối phương có giáp ảo giáp kẹp chỉ đang trắng nữa ấy, thì chiếu cuối của Thế có thể trì được. Anh em có thể sử dụng chiếu 1 kết hợp thêm về tốc biến hoặc là chiếu cuối kết hợp thêm về tốc biến nữa thì sẽ tạo được rất là nhiều bất ngờ. Đáng thấy tầm nhìn của Na team bên địch, đáng thấy tầm nhìn của Bo Toro team bên địch. Rồi, Bo này. Ok, Bo thì sử dụng luôn cái đài địa chấn. Rồi, pha này thì mình sẽ lại đó là bắt vào vị trí của mình tém bên địch. Tém bên địch thì khá là thấp máu rồi, Excalibur sử dụng tiện Bo lên bảng điểm số, mặc dù Bo có giáp ảo đi chăng nữa thì mình vẫn có thể ăn được vào vị trí của Bo. Có đám chuẩn mà, và tiện Bo lên bảng điểm số. Siêu việc dành cho mình. Bốn người của tém địch thì vẫn đang tập trung ở đấy. Vậy là thành công ở giai đoạn đầu trận rồi. Vừa ăn được nhiều màng, vừa hỗ trợ được nhiều. Thôi xong rồi, pha này thì không cứu được, đó là xạ thủ tím bên mình rồi.
không sáu cái ê không hiểu ý không hiểu ý. Ôi bo của Tam Bendix bắn vào trụ luôn kia. Tình huống đó không hiểu ý khi mà chiêu cuối của Zui ấy. Chiêu cuối của Zui thì hất văng gọi là tướng địch ra một phát, làm mình không đẩy được. Vậy là hai người sử dụng không hiểu ý nhau. Chứ phá đó hiểu ý thì có khi gọi là làm đánh chuyện ấy. Về phần chiêu thức của vị tướng Thên thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Pha này liệu có ăn được hay không? Ôi nào có tém bên bàn vào trụ để đỡ đám dành cho Alan kia, hay thế. Mình tưởng là Alan trong bụi cỏ, ai dè là Alan lại di chuyển về một cách khá là an toàn. Tâm như Na thì cho đánh thoải mái nhá. Kể từ giờ giai đoạn về sau thì Na thì mình cho đánh thoải mái, bởi vì chất tưởng Na thì gần như đánh vào thền thì không vào đám anh em ạ. Về phần chiêu thức của thền thì mình sẽ phân tích qua cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em đẩy thôi. Anh em đẩy như thế này, đẩy lui đó là mục tiêu, gây sát thương. Chiêu thức thứ hai thì anh em sử dụng thì sẽ hất tung mục tiêu và gây sát thương. Còn chiêu cuối thì anh em sử dụng đó là có đám chuẩn, gây sát thương và đặc biệt là sát thương đám chuẩn nhé. Đơn giản là như vậy thôi. Về chiêu thức thì khá là đơn giản. Rồi pha này thì tập trung ra chết là đống, ba người đánh mình nhưng mà không ăn thua anh em ạ. Sử dụng chiêu cuối đạp xuống đến từ vị trí quá lánh. Mình thì vẫn đang còn cây giải, chưa cần bật giải luôn ấy. Bút sánh của Tam Bendix thì vẫn còn. Pha này thì bo tô rô chơ đó, bo tô rô đó. Sử dụng chiêu cuối phạt thì mình sẽ bật cây giải dành cho đồng đội, tránh trường hợp đồng đội bị hất tung. Và tiện đó là vị trí của Na Tam Bendix lên bảng điểm số và mình vẫn rụt lui ra một cách an toàn. Về cách chơi của vị tướng Thến thì khá là đơn giản thôi, anh em cứ đẩy chiêu một dành cho mình, sử dụng chiêu hái hất tung làm choáng. Rồi chiêu cuối thì anh em có thể sử dụng để kết liễu mục tiêu thôi, đơn giản là như vậy, không có gì khó đối với vị tướng này cả. Mấu chốt phải là anh em thứ nhất là đẩy chuẩn này, thứ hai nữa là anh em lựa chọn mục tiêu mà đẩy. Và kết hợp thêm cái tốc biến nữa thì anh em có thể tạo được cực kỳ là nhiều bất ngờ. Anh em có thể tốc biến lui ra sau tướng địch, đẩy tướng địch về bên mình. Hoặc là anh em có thể sử dụng chiếu một kết hợp thêm cái tốc biến, hoặc là ún tí kết hợp thêm cái tốc biến, phụ thuộc vào tình huống nữa. Còn đồ trâu bò của Thến thì không phải bàn cãi nữa rồi. Nội tài của Thến đó là khí thấp máu thì sẽ có nội tài hồi phục máu nhé. Rồi pha này thì 1, 2, 3 Excalibur này, 3 người này, đám chuẩn 3 người luôn. Và anh em thấy cực kỳ là trâu bò. Chơi Thến thì không bao giờ sờ sệt và là bị tướng địch sốc đáp. Rồi cẩn thận Á Lánh nó dùng chiêu cuối này. Ê thôi xong rồi, pha này thì Á Lánh nó sử dụng chiêu cuối rồi. Nhưng mà tìm bên mình thì vẫn chạy được. Ná tìm bên bàn này thì ná đây. Ná đi xả đám vào mình nhưng không ăn thua anh em ạ. Này thì ná, này thì ná này, và lên bảng điểm số. Cái lượng đám của Ná gây ra thì không bằng cái nội tài của mình, đó là hồi phục máu, gọi là thến bất tử rồi. Rồi hiện tại thì đại địa chấn của bo Toro sử dụng. Ok, pha này thì bò chạy được rồi anh em ạ. Giấy thương chân thật của Godokoman thì kéo chất trúng, chưa đủ tâm. Thì anh em thấy thì đồ trấu bò của Thến như vậy, Thến có những điểm mạnh như thế nào mình sẽ phân tích. Thứ nhất, Thến trấu bò. Thứ hai, hồi phục tốt. Thứ ba, hiệu không chết tốt. Thứ tư, đám cùng rất chết là ổn. Đó là những thứ mà mình khuyến khích anh em mang Thến thời điểm hiện tại leo rank cực kỳ là hiệu quả. Thến thì kể cả trong đấu rank hay trong đấu giải thì người ta sử dụng rất chết là nhiều. Và kể cả cầm Thến phá game cũng rất chết là nhiều. Bởi vì Thến thì có khả năng đẩy bua cả kiểu mà. Gặp bút bẩn thì người ta vẫn cầm Thến này, cầm Mina này, cầm Superman cả kiểu. Đấy, nói chung màu chất tưởng thì có lẽ là như thế nào cũng đó là chơi được cả. Thế thì chắc chắn build đồ sẽ lên theo thiên hướng tánh cơ rồi. Đã trấu bo thì lại giúp vị tướng này trấu bo hơn nữa nhá. Đây pha này thì Lánh của Tam Bendix liệu có ra không? Có thế cũng có thể khắc chế một số vị tướng, ví dụ Tam bên bàn mà có Rau ý có thể gọi là
di chuyển về chẳng hạn, vào vài vòng di chuyển về shipper về. Anh em có thể sử dụng thến để khắc chế. Rồi pha này thì sẽ đẩy Botoro lên luôn này, đẩy dầu nhật đấy, và Botoro lên bảng điểm số. Thến thì cực kỳ là khó chịu luôn, và khi đổi đầu với Botoro ấy, thì anh em nên nhớ rằng cho bo hết gông đã, rồi anh em mới sử dụng chiếu nhá. Bởi vì khi bo hết gông thì không còn khả năng miễn hư khống chế nữa, nên là vì thế thến có thể đẩy lui được, đẩy dầu nhật đấy được. Bây giờ mình có huấn chương trói, có độ kháng phép nữa. Nên nói chung thế bây giờ thì bất tử rồi. 4-0-12. Gần như là tiếng bên đi không đụng được vào rồi. Ôi, vừa thôi xong thì lính mất rồi. Tiếng bên mình hơi nhảy rồi anh em ạ. Ôi không, ông nào bắn trù luôn. Ok, Excalibur này, truyền thuyền dành cho Thến này. Vừa đầu của mình trù kia, có ông nào tự nhiên bay vào tế đan ngủng cụ tỏi luôn. Ok, hiện tại thì lấy được hai đường lính siêu cấp thôi. Pha đó thì tí bên mình nhảy của anh em ạ. Chỉ quyến thì quyến hồi nãy rồi ấy. Đánh kiểu đó thua. Thua thì có lẻ là mình nghĩ thì rất chết là khó. Trận đấu này thì rất chết là khó thua. Quan trọng nhất là pha đó thì cũng nhảy thật đấy. Đáng lẽ là pha đó thì quyến 100% rồi. Rồi, đạp xuống chiếc cuối đến từ vị trí của Alain thôi, xong rồi. Pha này thì bị Alain đòn đánh nội tài và không đẩy lui được. Và mình và vị trí của Elsu mất cái màn chấm dứt, mình thì khá là thấp máu. Pha đầu thì chịu đám chuẩn đến từ Alain đấy. Thế là cũng khá là đau. Gọi là hơi nhây rồi. Với phần trang bị thì mình sẽ lấy như sau. Elsu tên mình đang vui mà. Về phần trang bị thì đầu tiên thì món đồ phụ trợ nhá, mình sẽ lấy cái giải để giải những cú gông, những cú đài địa chấn đến từ Botoro. Thứ hai thì mình sẽ lấy đôi giày kiến cương để kháng hiệu khống chế. Thứ ba sẽ lấy cái khiến thất truyền, gia tăng thêm lượng giáp vật lý đối phương. Đánh vào mình thì sẽ bị làm chậm tốc độ di chuyển, bên cạnh đó thì giảm tốc đánh của tướng địch. Tiếp đến thì sẽ lên huân chương trói kháng phép ở sót đô thứ tư. Sót đô thứ năm thì sẽ lên giáp thống khổ để phản đáp. Và cuối cùng là sử dụng cái phù chú trương sinh. Đó là biểu đồ sử dụng dành cho vị trí của thế. Biểu đồ này thì gần như gọi là tối ưu cái đồ trâu bo dành cho thế thôi. Còn về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu mộc giáp để giúp thêm đó là đả trâu bo, lại trâu bo hơn nữa, hồi phục tốt hơn nữa. Bảng ngọc dành cho Thến thì chắc chắn là sử dụng bảng ngọc theo thiên hướng tánh cơ rồi. Ngọc đỏ, tốc đánh, máu tối đa và giáp. Ngọc tím, máu, hồi máu và tốc chạy. Còn ngọc xanh, máu và hồi chiếu. Vừa đầu của mình tại mình bảo là ứng vui thì bỏ một sáo cho vui. Thôi xong rồi, có lẽ là một pha hơi nhầy thì vừa đầu của mình trách là tím bên mình rồi. Pha đỏ thì cũng gọi là nhảy thật sự ấy, eo xuống tém mình gọi là thoải mái. Thôi bình tĩnh. Thế trận hiện tại thì team bên mình vẫn đáng nhỉnh hơn team bên địch. Và về kể và cả về chất tưởng ở giai đoạn cuối trận thì team bên mình cũng khỏe. Rồi đẩy bo lại này. Excalibur sử dụng này. Bo thì chỉ còn khoảng đó là khoảng hơn 1000 máu nữa. Hà Lánh sử dụng chiêu cuối đạp xuống, tiện vị trí cũng bị tém mình lên bảng điểm số. Mình thì cũng khá là thấp máu, nhưng với nội tài hồi phục nên là bây giờ cũng còn khoảng là nửa lượng máu nữa. Không vấn đề gì cả. Hai bên thì vẫn trao đổi hòa hoãn với nhau thôi. Nhảy xỉu là cuối cùng là trận đấu thì hơi kéo dài. Nhưng mà mình nghĩ để thua trận đấu này thì cũng khá là khó. Bởi vì chất tưởng của tay mình cuối trận thì không hề yếu. Bên cạnh đó thì tay mình bàn ná ở giai đoạn cuối trận thì không còn được khỏe nữa. Có cái một điểm yếu của tay miên minh, đó là những chất tướng cũng đòi hỏi khá là kỹ năng, ví dụ éo xú hoặc là rúi, đòi đồ, gọi là đòi hỏi đồ chuẩn xác cao, chính xác cao. Zuka thì lùng lúa được vị trí của Na thì miên bàn, còn cú đầu của tay miên minh thì cũng phải lên bảng điểm số. Một phát tráo đổi, một đổi một thôi. Bây giờ thì mình sẽ đó là cung giúp cá ép cái trù đấy anh like luôn nhá.
Ok, Excalibur được sử dụng này. Pha này thì Zuka tay mình ulti tốc biến 10 điểm một pha combo đến từ vị trí của Zuka. Và tiện hái trả thương chủ lực của tay mình lên bảng điểm số rồi. Và chắc chắn thì bây giờ là team bên mình sẽ tấn công luôn thôi. Alanh thì sử dụng chiêu cuối vào mình nhưng mà không vấn đề gì cả, mình đẩy lui lại. Nội tài hồi phục nữa, bây giờ sử dụng luôn cái Excalibur. Mình thì vẫn đang còn trên bản đồ tốc biến, né thoát thương nhẹ một xíu, vẫn lùi lại được một cách an toàn. Rồi, Botoro thì đang đuổi theo mình. Ê, có phù chú trương sinh rồi này. Đẩy Botoro lại này. Có phù chú trương sinh rồi thì hồi phục cực kỳ là kinh luôn. Và pha này thì sẽ đuổi theo Botoro lên nhá. Hai trâu hơn rồi. Đây, đây, hồi máu quá là kinh đến từ phù chú trương sinh. Và chắc chắn thì pha này bo lên bảng điểm số rồi. Excalibur được sử dụng. Và bo, tạm biệt bo, lên bảng điểm số. Thua thế nào mà thua. Và chắc chắn thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đây thôi. Khi mà tém bên đi thì chỉ còn gọi là hai người nữa. Có ba đường lính siêu cấp, bàn của bo thì cũng chuẩn bị lên. Anh em thấy thì nội tài của phu chủ trương sinh hồi phục máu cực kỳ là kính gì và lượng máu của thến kìa. Và trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye.